đó là ở người Việt Nam mình á, là cái tỷ lệ mắc bệnh suy tĩnh mạch nó lên tới 60% lận. Tức là có 10 người thì có tới 6 người sẽ bị cái bệnh lý suy tĩnh mạch chân này. Đó, và đó là một cái vấn đề mà có thể là nó không quá làm không phải là quá nặng. Tuy nhiên thực sự là cũng có những trường hợp mà nó diễn tiến làm cho nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống mình, bị ảnh hưởng rất là nhiều ha. Cái bệnh lý suy giãn tĩnh mạch là một cái bệnh lý thực sự rất là phổ biến nha mọi người, thậm chí là nó còn phổ biến hơn cái bệnh lý tăng huyết áp luôn nha mọi người. Và theo như một cái thống kê trên toàn thế giới là cái tỷ lệ mắc bệnh giãn tĩnh mạch này lên tới gần 70%. Còn đối với người Việt Nam mình là tỷ lệ bệnh giãn tĩnh mạch là lên tới 60%, là một con số rất là lớn mọi người ha. Đó là cứ khoảng 10 người là sẽ có 6 đến 7 người bị rồi. Tuy nhiên có một điều là mọi người sẽ đặt câu hỏi là tại sao cái tỷ lệ mắc bệnh nhiều như vậy, tức là cứ 10 người là có 6 7 người bị mà sao tôi không có triệu chứng gì hết. Ở đây có thể là rất là nhiều cô bác anh chị á, ở đây có một cái tình trạng đó là mình đã từng đi siêu âm, mình bị siêu tĩnh mạch, tuy nhiên á là mọi người thấy là mình không có triệu chứng gì hết đúng không ạ? Vậy thì lý do là tại sao mặc dù á là tới 60 đến 70% người bệnh là bị giãn tĩnh mạch, tuy nhiên á thực tế là có tới 25% là không có biểu hiện gì hết nha mọi người. Có tới 25% người bệnh giãn tĩnh mạch sẽ không có biểu hiện gì hết đó. Tức là chỉ có tới khoảng 3 phần tư thôi, 3 phần tư tức là 75% người bệnh suy tĩnh mạch mới có biểu hiện triệu chứng, và đa một phần lớn còn lại là sẽ không có biểu hiện triệu chứng gì hết. Cho nên á là giải quyết được cái câu hỏi đó là tại sao nhiều của bác anh chị mình bị đi siêu âm á, thì mình phát hiện là mình giãn tĩnh mạch, mình cũng lo đó, nhưng mà thực tế là mình thấy mình không có triệu chứng gì hết ha. Và đặc biệt á, là cái bệnh này á, nó sẽ xảy ra ở người lớn tuổi nhiều hơn nha mọi người, đặc biệt là xảy ra ở nữ và lớn tuổi. Càng ngày thì các bạn suy tĩnh mạch này nó sẽ càng nhiều hơn, đặc biệt là khi độ tuổi mình càng ngày càng lớn á. Cho nên là ở đây rất là nhiều cô bác anh chị khi mà mình ở độ tuổi lớn rồi, thì những cô bác anh chị ở độ tuổi lớn là cái tỷ lệ suy giãn tĩnh mạch mình nó không phải là 60% đâu, nhiều khi nó lên tới 80-90% nha mọi người. Tại vì càng lớn á thì cái tỷ lệ mắc bệnh nó sẽ càng nhiều. Cái con số 60% của người Việt Nam nó là con số trung bình cho tất cả các độ tuổi thôi. Nhưng mà cái độ tuổi mà lớn hơn nữa thì tất nhiên là cái tỷ lệ mắc bệnh nó càng nhiều hơn. Và nữ giới, mọi người nhớ bác sĩ là nữ giới và lớn tuổi sẽ bị dễ bị suy tĩnh mạch hơn. Nam giới, các chú các bác thì cũng có bị suy tĩnh mạch nha, tuy nhiên thì tỷ lệ là sẽ ít hơn nữ giới nhé. Đây đầu tiên là mọi người sẽ xem trước về biết về cái mạch máu ở trong cái chân của mình. Trong cái chân của mình thì chân nào cũng vậy, chân trái hay chân phải thì các hệ thống mạch máu nó tương tự như nhau và nó đều sẽ có những cái động mạch và những cái tĩnh mạch nha. Đó, và ở đây người ta vẽ cái tượng trưng thôi, là cái màu đỏ là cái động mạch và cái màu xanh là cái tĩnh mạch. Thì cái hệ thống tĩnh mạch ở trong chân mình nó sẽ dày đặc giống như vậy nha mọi người. Đó, dày đặc giống như vậy luôn đó. Thì mọi người sẽ nhìn từ trên vùng bàn đi xuống dưới bàn chân á, thì cái tĩnh mạch nó sẽ từ to tới nhỏ ha. Đó, và cái máu của tĩnh mạch ở trong chân mình á là nó sẽ chảy theo cái chiều từ dưới chân đi lên nha mọi người. Máu trong tĩnh mạch thì nó sẽ chảy theo cái chiều mà từ từ xa đi trở về tim. Đó, từ dưới bàn chân nó đi ngược lên nó trở về trong tim. Ngược lại, cái máu trong động mạch thì nó sẽ là từ tim nó đẩy đi đến những nơi khác trong cơ thể. Ví dụ như ở chân á thì máu từ tim nó sẽ đẩy xuống chân qua cái đường động mạch. Nhưng mà từ máu từ chân mà nó trở về tim thì nó sẽ qua cái đường tĩnh mạch ha. Thì cái tĩnh mạch trong cơ thể mình ở nhất là ở vùng chân á, nó sẽ có những cái tĩnh mạch là tĩnh mạch sâu, có những cái tĩnh mạch nông nha mọi người, và có những cái tĩnh mạch xuyên. Tĩnh mạch sâu tức là tĩnh mạch nó nằm rất là sâu, nó nằm ở trong cái lớp cơ mà mọi người sẽ không có thấy được đâu. Còn tĩnh mạch nông á là cái tĩnh mạch mà mọi người sẽ nhìn thấy được. Có một số của bác anh chị đó là mình nhìn trên cái bề mặt da của mình sẽ nó sẽ thấy những cái đường màu xanh, hoặc là nhiều khi mà sẽ thấy cái tĩnh mạch nó nổi rõ luôn, thì đó là cái tĩnh mạch nông nha mọi người. Tức là cái tĩnh mạch nông ở trên bề mặt da thôi, nó nằm ngay dưới cái lớp dưới da thôi. Còn cái tĩnh mạch sâu là mọi người sẽ không thấy được đâu. Và giữa hai cái tĩnh mạch nông và cái tĩnh mạch sâu nó sẽ có những cái tĩnh mạch mà nó nối với nhau là tĩnh mạch xuyên. Thì tại sao nó có cái bác sĩ giải thích chỗ này, tại vì sao? Tại vì khi mà mọi người bị suy van tĩnh mạch sâu thì theo một thời gian nó cũng sẽ bị suy cái tĩnh mạch nông luôn, tại vì nó có cái hệ thống thông nối như mọi người, nó thông nối qua cái tĩnh mạch xuyên á. Cho nên theo thời gian là nó cũng sẽ suy luôn cái tĩnh mạch nông. Rồi vậy cụ thể hơn khi mà mình nhìn vào một cái tĩnh mạch, một cái van tĩnh mạch như thế này đó, thì mọi người bác sĩ vẽ một cái van tĩnh mạch cho mọi người xem. Thì ở đây mọi người nhìn cái hình mũi tên ha, thì bên trái này, bên trái bên cùng đó là một cái chân, nó có những cái tĩnh mạch nó bị giãn ngoằn mèo ha. Đó, tiếp theo cái hình ở giữa đó là một cái hình, một cái van tĩnh mạch nhưng mà nó đang trong tình trạng bình thường. Bình thường ở trong những cái tĩnh mạch mà hồi nãy mình xem cái hình màu xanh á,
là nó sẽ có những cái van như thế này nè. Đó, những cái van nó giống như cánh cửa vậy nha mọi người. Thì bình thường á, cái van này nó sẽ khi mà máu chảy qua thì nó sẽ mở ra. Nó chỉ cho máu chảy đi lên trên thôi. Nó chảy từ dưới chân đi lên tim, nó mở ra. Khi mà trong cái thời kỳ mà tim nó co bóp á, thì lúc này cái van này nó sẽ đóng lại. Nó sẽ không cho cái máu nó bị chảy ngược trở lại xuống chân. Đó, mọi người nhìn hình ở giữa đó là cái hình tĩnh mạch mình nó đang ở trạng thái bình thường. Khi mà thực ra khi mà trái tim mình á, ở trong cái thời kỳ mà gọi là nó không hút máu á, thì lúc này cái máu nó sẽ không có chảy về tim nữa, thì nó sẽ có cái tình trạng dội ngược lại. Nhưng mà lúc này cái van mình đã đóng kín lại rồi, lúc này thì nó sẽ không có bị hở ra, thành ra máu nó sẽ không có bị trôi xuống dưới chân nha. Đó. Còn cái hình bên tay phải bên cùng bên tay phải đó, thì mọi người thấy là lúc này cái hệ thống van tĩnh mạch nó bị suy này. Đó, cho nên mình nhìn nó có cái van nó bị bây giờ đáng ra là nó phải đóng lại đúng không? Mà bây giờ nó bị đóng lại nhưng mà nó bị hở, thành ra là máu nó đã chảy xuống phía dưới. Đó, nó chính cái hình này nó làm cho mình có cái tình trạng đó là mình bị ứ trệ máu ở vùng bàn chân, nó gây ra tình trạng là suy van tĩnh mạch. Suy van tĩnh mạch tức là những cái van này nó sẽ bị suy yếu nha mọi người. Rồi vậy thì khi mà mình đã hiểu được cái giãn tĩnh mạch rồi á, thì bây giờ mình làm sao để mà mình biết được mình có giãn tĩnh mạch hay không? Thì bây giờ vậy thì giãn tĩnh mạch nó sẽ có những cái triệu chứng gì để giúp cho mình nhận biết ha? Thì bản chất của cái giãn tĩnh mạch đó là chính là tình trạng máu nó ứ trệ ở dưới chân đúng không mọi người? Giãn tĩnh mạch hay là suy tĩnh mạch là máu nó sẽ bị ứ trệ ở dưới chân này, nó không có trôi về tim đầy đủ nữa. Thì thành ra nó chính cái việc ứ máu lại dưới chân nó sẽ gây ra những cái triệu chứng mà mọi người thường khi mà có triệu chứng mọi người sẽ gặp cái triệu chứng này. Đó chính là triệu chứng gì? Đầu tiên á, cái việc máu mình ứ trệ dưới chân chắc chắn sẽ làm cho mình cảm giác là nó nặng nề cái chân ha. Nó cảm giác mình cái chân mình rất là nặng nề. Cái thứ hai là cảm giác mình mỏi chân. Cái thứ ba đó là mình cảm giác là nó bị căng tức cái chân. Đây là những cái triệu chứng đầu tiên nha mọi người. Đây là những triệu chứng đầu tiên mà mọi người có thể là phát hiện được đó. Là nặng chân này, cảm giác là cái chân mình nó cứ mỏi mỏi hoặc là nó căng tức nha. Khi mà nó máu nó bị ứ trệ một thời gian thì lúc này nó bị thừa những cái chất chuyển hóa ở dưới chân á, thì nó gây ra một cái tình trạng đó là tình trạng chuột rút. Thì chuột rút nó cũng là một trong những biểu hiện của suy giãn tĩnh mạch nha mọi người. Tiếp tục nữa, khi mà nó máu ứ trệ nhiều quá rồi thì lúc này nó bắt đầu nó xuất hiện là mọi người sẽ thấy là cái tình trạng suy tĩnh mạch mà sau đó nó nặng hơn mà nó chuyển qua là nó xuất hiện những cái suy tĩnh mạch nông luôn. Lúc này mọi người sẽ thấy những trên da của mình nó sẽ xuất hiện những cái tĩnh mạch nó nổi rõ ở trên bề mặt da ha, gọi là giãn những cái tĩnh mạch mạng nhẹ nha mọi người. Nó giãn mà nó ngoằn ngoèo, nó xanh tím ở trên cái bề mặt da đó, và đó là người ta gọi là những cái tĩnh mạch mạng nhẹ, thì đó cũng là một trong những cái dấu hiệu của suy tĩnh mạch luôn. Rồi nếu mà nặng hơn nữa đó, thì khi mà nó máu nó bị ứ trệ ở dưới chân nhiều quá thì lúc này nó làm cho cái chân mình bị phù. Nó bị phù nha mọi người, phù căng tức giống như là đang ứ nước vậy đó. Và mọi người lưu ý trong cho bác sĩ trí là trong đối với suy tĩnh mạch á, phù nhiều khi nó vẫn có thể là phù một bên thôi chứ không phải là nó phù hai bên nha mọi người. Nếu như mà mọi người bị suy cái van tĩnh mạch một bên thì nó chỉ có thể là phù một bên thôi. Mọi người nhớ chỗ này nha. Còn số phù mà do tim hoặc là do bệnh lý thận á, do bệnh lý tim hoặc là bệnh lý thận thì nhiều khi là nó có thể là phù hai chân luôn, đa số là sẽ phù hai chân á. Còn phù do suy tĩnh mạch thì nó có thể là một chân hoặc là hai chân nha. Rồi tiếp tục nữa, nếu mà nặng hơn nữa, qua cái giai đoạn mà chân mà nó bị sưng bị phù rồi thì lúc này cái việc mà ứ máu lâu ngày nó làm cho cái vùng da của mình, da lòng bàn chân của mình nó bắt đầu là nó bị biến đổi màu sắc luôn. Có thể lúc này mọi người sẽ thấy là cái da mình nó bị xám đi nè, nó bị những cái vết chàm đi nè. Nói chung là cái da mình nó không được tươi đắng nữa do cái tình trạng ứ máu lâu ngày ha. Khi mà máu nó bị ứ lâu ngày thì nặng hơn nữa, sau khi mà nó đã gây ra cái tình trạng là cái da mình nó bị biến đổi màu sắc do nó bị thiếu máu nuôi thì bắt đầu nó tạo ra những cái vết loét nha mọi người. Đó, những cái tổn thương, những cái vết loét viêm ở trên da, và nếu mà mình không điều trị tốt thì những cái vết loét này nó có thể là nó bị bội nhiễm vi trùng, và có thể lúc này nó sẽ nhiễm trùng và nó có thể là rất là nặng nha. Rất là nhiều những cái triệu chứng của suy tĩnh mạch như vậy, và nó sẽ từ nhẹ tới nặng nha mọi người. Đó, ngay từ lúc mà mọi người bắt đầu thì có thể là mọi người thấy là nặng chân, mỏi chân và căng tức, và lúc mà nó nặng nề thì có thể là tạo ra những cái vết loét nhiễm trùng ở trên bề mặt da luôn nha. Đó. Và trước khi mà nó có triệu chứng thì mọi người nhớ cho bác sĩ trí nha, tới 25% là mình sẽ không có triệu chứng gì hết, 25% mình sẽ không có triệu chứng gì hết ha. Và những cái triệu chứng của suy tĩnh mạch này nè, thường nó sẽ xảy ra lúc nào? Khi mà một ngày mọi người trải qua, mọi người ngồi lâu, mọi người đứng lâu, thường là sau một ngày mình làm việc á, từ sáng tới chiều, về buổi chiều thường thường nó sẽ sưng, nó sẽ phù. Đó.
sau khi mà mình đã đứng lâu hoặc ngồi lâu cả ngày rồi thì lúc này nó sẽ thường xuất hiện những cái triệu chứng ha. Chúc mừng bạn đã xem hết video của bác sĩ Trí ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ các video mới nhất, bạn hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Trí ở hình tròn chính giữa. Bạn cũng có thể xem các video tiếp theo của bác sĩ Trí ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.